Khi ngồi trên bàn cà phê và tán gẫu với nhau về động lực đã thúc đẩy Chelsea trở thành một thế lực của bóng đá Anh đầu thế kỷ 20, hai yếu tố đầu tiên mà hầu hết những fan hâm mộ bóng đá nhắc đến sẽ là sự đầu tư mạnh tay của ông chủ người Nga Roman Abramovich và bộ não thiên tài của Jose Mourinho. Không còn nghi ngờ gì khi nói thành công của Chelsea phần lớn đến từ sự giàu có của ông chủ dầu mỏ và vị huấn luyện viên đầy cá tính người Bồ Đào Nha. Mourinho có lẽ là một trong những huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử câu lạc bộ Chelsea, nhưng những danh hiệu mà ông cùng với The Blues giành được chỉ chiếm một phần nhỏ trong gần một thập kỷ với hàng loạt những chiếc vô địch của họ. Chelsea chi rất nhiều tiền để mang về những ngôi sao, và chính những ngôi sao hàng đầu đã góp phần quan trọng vào những chiến thắng của đội bóng. Mặc dù vậy, không nhiều những cầu thủ Chelsea có sức ảnh hưởng đến lối chơi và câu lạc bộ như bộ đôi Didier Drogba và Frank Lampard. Frank Lampard là người đầu tiên của bộ đồ này đến với Stamford Bridge vào năm 2001 từ đội chủ sân Upton Park, West Ham với mức giá 11 triệu bảng. Qua thời gian đầu của Lampard tại Chelsea thực sự đáng quên khi anh liên tục dính những scandal ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Và chỉ đến khi Jose Mourinho cập bến Chelsea vào năm 2004, sự nghiệp của Lampard mới thực sự thăng hoa. Người đặc biệt đã cùng Porto vô địch Champions League mùa giải trước đó với một hàng phòng ngự đầy chắc chắn và một hàng công cực kỳ quyết đoán. Trong số những bản hợp đồng mà Mourinho mang về Stamford Bridge, có một tiền đạo mà sau này đã chinh phạt cả châu Âu. Bàn thắng của Didier Drogba vào đội Porto không thể giúp đội bóng của anh lúc đó là Marseille vượt qua vòng bảng Champions League. Mặc dù vậy, vị trí thứ 3 tại vòng bảng cũng đủ để Marseille có được một suất thi đấu tại UEFA Cup. Tại giải đấu này, ngôi sao người bờ biển Nga tiếp tục khiến cả châu Âu phải ấn tượng khi liên tiếp ghi bàn vào lưới những câu lạc bộ lớn như Liverpool, Inter Milan, Newcastle United trong chiến dịch đầy đáng nhớ tiến đến trận chung kết. Thất bại 0-2 trước Valencia ở trận đấu cuối cùng đánh dấu một mùa giải không danh hiệu của Marseille và cá nhân Drogba, nhưng nhờ những màn trình diễn ấn tượng mà tiền đạo 26 tuổi người bờ biển Nga đã ghi tên mình lên bản đồ bóng đá thế giới vào lúc bấy giờ. 40 triệu bảng là cái giá mà Chelsea phải trả cho Lofosan để chiêu mộ Didier Drogba, và cũng giống như Super Frankie Lampard, anh trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng ngay mùa giải tiếp theo. Lampard và Drogba góp công với gần 30 bàn thắng cho Chelsea, giúp câu lạc bộ của họ vô địch Premier League với một số điểm kỷ lục. Frank Lampard dẫn đầu danh sách vua phá lưới của đội bóng với 19 lần lập công trên mọi đấu trường, trong đó có bàn thắng quan trọng vào lưới Bolton đã đưa Chelsea đến với chiếc vô địch đầu tiên của họ sau 50 năm. Didier Drogba ghi bàn trong hiệp phụ giúp Chelsea có được thắng lợi trước Liverpool trong trận chung kết League Cup, rồi sau đó đã đánh dấu một mùa giải thành công của câu lạc bộ với cú đúp danh hiệu. Mùa giải tiếp theo, Lampard ghi 16 bàn tại Premier League và 20 bàn trên mọi mặt trận để giúp Chelsea bảo vệ thành công chiếc vô địch. Những màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ người Anh đã đưa Lampard trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó. Bằng chứng là việc Lampard chỉ về nhì trong cuộc đua giành quả bóng vàng và xếp sau Ronaldinho. Mặc dù không thể tiếp tục bảo vệ thành công chiếc vô địch ngoại hạng Anh, nhưng cú đúp danh hiệu FA và League Cup cũng giúp Chelsea không phải tay trắng kết thúc mùa giải. Didier Drogba cuối cùng cũng tỏa sáng khi anh dẫn đầu thành tích ghi bàn của câu lạc bộ với 33 pha lập công trên mọi đấu trường. Ở Premier League, với 20 bàn thắng ghi được thì Drogba cũng đã có lần đầu tiên trở thành vua phá lưới tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Drogba cũng đóng góp rất lớn vào hai chiếc vô địch của Chelsea khi anh trực tiếp ghi bàn vào lưới kinh địch cùng thành phố Arsenal ở trận chung kết League Cup và phối hợp cùng với Lampard trong bàn thắng vào lưới Man United ở trận chung kết FA. Mọi thứ trở nên tồi tệ đối với Jose Mourinho cũng như Chelsea trong mùa giải thứ tư, và cuối cùng thì người đặc biệt cũng đã ra đi vào tháng 2, để lại Abramovich tiếp quản câu lạc bộ. Phong độ cực kỳ ấn tượng vào cuối mùa giải đã giúp Chelsea có được vị trí thứ hai tại giải ngoại hạng với chỉ 2 điểm kém hơn Manchester United. The Blues cũng có mặt ở hai trận chung kết League Cup và Champions League, mặc dù không thể có được chiến thắng trước Tottenham Hotspur trong trận chung kết, nhưng bàn thắng ghi được trong trận đấu đó đã giúp Drogba trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 3 trận chung kết League Cup khác nhau. Cú đúp của Drogba cùng với bàn thắng ấn định tỷ số của Lampard trước Liverpool tại bán kết Champions League đã đưa Chelsea đến với một trận chung kết cúp C1 châu Âu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Và đối thủ của The Blues không ai khác chính là đội bóng đã vượt qua họ trong cuộc đua chức vô địch ngoại hạng Manchester United, một trận chung kết toàn Anh lần đầu tiên trong lịch sử Champions League. Sau một hiệp đấu giằng co tại Moscow dưới cơn mưa tầm tã, Cristiano Ronaldo đưa Manchester United vượt lên dẫn trước bằng một pha đánh đầu dũng mãnh, nhưng không lâu sau đó Lampard ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sau 120 phút bất phân thắng bại, hai đội bóng nước Anh phải dắt tay nhau đến loạt đá penalty đầy may rủi. Tại đây, cú trượt chân đầy tài tiếng của trung vệ John Terry đã phải trả một cái giá rất đắt, đó chính là chức vô địch dành cho Man United
United lên ngôi và với tư cách là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn cho câu lạc bộ. Drogba chắc hẳn đã phải tự trách mình khi anh nhận tấm thẻ đỏ vì hành vi chơi xấu đối với Nemanja Savic trong những phút thi đấu cuối hiệp phụ. Mùa giải năm đó chứng kiến một ngoại lệ trong chu kỳ 3 năm của Chelsea khi họ không thể có được bất kỳ danh hiệu nào. Sau khi trắng tay ở mùa giải 2007-2008, Avram Grant bị sa thải và người thay thế ông là chiến lược gia người Brazil Luis Felipe Scolari. Tuy vậy, trong mùa giải tiếp theo 2008-2009, mọi thứ vẫn chẳng khá khẩm hơn khi Chelsea kết thúc mùa giải với 3 vị huấn luyện viên khác nhau. Scolari chỉ tại vị ở ghế nóng đến tháng 2 năm 2009, thay thế cho ông là bộ đội Gus Hiddink và Ray Wilkins. Mặc dù vậy, cặp bài trùm Lampard, Drogba vẫn giúp đội bóng mang về thêm một chiếc vô địch FA cho phòng truyền thống sau khi để lọt lưới bàn thua nhanh nhất trong lịch sử của các trận chung kết FA Cup. Cả Lampard và Drogba đều đã ghi bàn để giúp Chelsea có được chiến thắng ngược với tỷ số 2-1 trước Everton. Trải qua một mùa giải bị áp đảo hoàn toàn ở Premier League, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã quyết định đưa về vị thuyền trưởng người Ý, Carlo Ancelotti, với hy vọng vị huấn luyện viên này có thể làm việc với những cầu thủ có cái tôi quá lớn, qua đó đưa Chelsea trở lại với vị thế số 1 bóng đá Anh. Và Carletto đã không để ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ Chelsea phải thất vọng. Ông đã giúp Lampard và Drogba thể hiện những phẩm chất tốt nhất của bộ đội này. Chelsea giành chức vô địch Premier League với kỷ lục 103 bàn thắng, gần một nửa trong số đó đến từ cặp bài trùm Lampard, Drogba. Các số liệu thống kê cũng cho thấy đây là mùa giải tốt nhất của cả hai cầu thủ này. Didier Drogba kết thúc mùa giải với 37 bàn thắng trên mọi mặt trận, một kỷ lục của câu lạc bộ, và với việc ghi được 29 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh, Drogba cũng mang về danh hiệu vua phá lưới lần thứ hai cho bản thân anh. Super Frankie Lampard mùa giải đó ghi được 27 bàn thắng, một con số quá đỗi ấn tượng với một cầu thủ chơi ở hàng tiền vệ. Phần ghi bàn của Drogba vào lưới Portsmouth ở trận chung kết FA Cup đã giúp Chelsea có lần đầu tiên có được cú đúp danh hiệu Premier League và FA. Mùa giải thứ hai của Ancelotti chứng kiến việc ông và Chelsea không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Vào mùa hè, cựu huấn luyện viên của AC Milan bị thay thế bởi vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, Andre Villas-Boas. Huấn luyện viên trẻ tuổi được kỳ vọng sẽ trở thành một Jose Mourinho 2.0, sẽ giúp tình hình của Chelsea được cải thiện so với người tiền nhiệm. Nhưng phong độ phập phù của The Blues tại giải vô địch quốc gia đã không giúp ông giữ được chiếc ghế của mình quá lâu. Andre Villas-Boas bị sa thải vào tháng 3 và thay thế cho ông là Roberto Di Matteo, một người Ý khác. Di Matteo cũng thất bại trong việc cải thiện kết quả của câu lạc bộ tại giải quốc nội và Chelsea kết thúc mùa giải năm đó ở vị trí thứ 6 giải Ngoại hạng, vị trí thấp nhất của họ kể từ năm 2002. Nhưng nhờ màn trình diễn ấn tượng tại Champions League mà thành tích này đã dần bị lãng quên trong trí nhớ của các ông chủ cũng như những người hâm mộ, khi Chelsea gần như chắc chắn bị loại sau khi để thua Napoli 1-3 trên sân khách tại lượt trận đầu tiên vòng 1/8. Drogba ghi bàn thắng đầu tiên và Lampard ghi bàn thắng quyết định giúp Chelsea có được chiến thắng 4-1 trên sân nhà, có đó giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết với chiến thắng 5-4 sau 2 lượt trận. Ở tứ kết, Chelsea phải đối diện với một bài test thực sự mang tên Benfica. Sau khi có được chiến thắng với tỷ số 1-0 trên sân đối thủ, trở về sân nhà Stamford Bridge, bàn thắng của Lampard từ chấm phạt đền đã giúp Chelsea đặt một chân vào vòng bán kết trước khi Raul Morales ấn định tỷ số 2-1 cho câu lạc bộ thủ đô nước Anh. Đối thủ của The Blues trong trận bán kết không ai khác chính là nhà đương kim vô địch châu Âu Barcelona. Mùa giải năm đó, hầu như tất cả mọi người đều tin vào việc Barca sẽ trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chiếc vô địch Champions League. Trận lượt đi diễn ra tại Stamford Bridge chứng kiến chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho đội chủ nhà. Nhưng ở Camp Nou, hai bàn thắng của Sergio Busquets và Andres Iniesta trong hiệp 1 đã giúp Barca vượt lên dẫn trước 2-1 sau 2 lượt trận. Mặc dù Lampard và Drogba đều không có tên trên bảng tỷ số của cả trận đấu, nhưng hai bàn thắng đến từ Ramirez và Fernando Torres đã đưa Chelsea đến với trận chung kết Champions League 4 năm kể từ sau thất bại tại Moscow. Trước khi lên đường đến Munich tham dự trận chung kết, Chelsea đã có được bước chạy đà hoàn hảo khi họ có được FA Cup. Drogba cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 4 trận chung kết FA khác nhau. Chelsea sau đó lại phải đối mặt với điều dường như là không thể, thách thức Bayern Munich trong trận chung kết Champions League ngay trên sân nhà của họ. Nhận thức được những khó khăn mà đội bóng của mình có thể phải đối mặt, chiến thuật của Di Matteo là phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi thời cơ để phản công, để ghi bàn giống như cái cách mà họ đã từng loại Barcelona khỏi bán kết. Chiến thuật này dường như đã phá sản khi Thomas Müller đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ Bavaria khi trận đấu chỉ còn 7 phút nữa là kết thúc. Một quả phạt góc vào những phút cuối trận với hy vọng cho những cầu thủ của Chelsea. Họ hy vọng rằng đội bóng của mình sẽ gỡ hòa để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Và không ai khác, cầu thủ của những trận đấu lớn, Didier Drogba đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea từ quả phạt góc của Juan Mata. Đây đã là bàn thắng thứ 9 của voi rừng trong những trận chung kết. Trận đấu bước vào thời gian hiệp phụ và một lần nữa, Didier Drogba trở thành nhân vật chính. Anh phạm lỗi với Arjen Robben trong vòng cấm và Chelsea phải đối mặt với một quả penalty. Từ khoảng cách 11m, Arjen Robben đối đầu với đội bóng cũ, nhưng anh đã không thành công
khi Berterjack đã có một ngày thi đấu xuất thần. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1 sau 120 phút, Chelsea lại phải đối mặt với loạt penalty may rủi. Juan Mata đã không thể thực hiện thành công lượt sút đầu tiên cho Chelsea, nhưng những người tiếp theo, bao gồm Frank Lampard, được thực hiện thành công. Bên phía đối diện, cú sút của Ivica Olic đã bị Berterjack chặn lại trước khi Bastian Schweinsteiger sút bóng đi trúng cột dọc, mang về lợi thế cực lớn cho Chelsea. Tại lượt sút cuối cùng, Drogba đứng trước cơ hội giành được chiếc vô địch Champions League cho bản thân cũng như câu lạc bộ đã không mắc bất kỳ sai lầm nào. Chelsea trở thành nhà vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Trận chung kết đó là trận đấu cuối cùng của Drogba cho Chelsea trước khi anh trở lại câu lạc bộ trong một khoảng thời gian ngắn sau 2 năm phiêu bạt khắp trời Âu, đóng góp một phần vào cú đúp quốc nội Premier League và League Cup trong mùa giải 24-25. Frank Lampard thì gắn bó với Chelsea lâu hơn khi anh giành thêm được một danh hiệu Europa League và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ. Nhìn vào CV của Lampard và Didier Drogba, chúng ta có thể thấy được một danh sách dài những chiếc cúp. Khi Chelsea giành được FA thứ 8 trước Manchester United trong mùa giải 27-28, đó đã là danh hiệu thứ 17 của The Blues kể từ khi Abramovich mua lại câu lạc bộ vào năm 2003. Drogba và Lampard giúp Chelsea giành 14 trong tổng số 17 chiếc vô địch trong phòng truyền thống, 11 trong số đó là khi hai người chạy bóng bên cạnh nhau. Những bàn thắng từ bộ đôi này thường quyết định mùa giải đó của Chelsea là thành công hay thất bại, và họ hiếm khi làm phụ lòng những người hâm mộ. Họ liên tục đem lại những chiếc vô địch cho đội bóng, và chính sự khát khao chiến thắng, khát khao vô địch đã giúp định hình nên di sản của họ ở The Blues. Cùng với nhau, Drogba, Lampard đã tạo nên một thập kỷ thành công chưa từng có trong lịch sử Chelsea. Huyền thoại người bờ biển Nga, hiện tại dù không trực tiếp tham gia vào công tác huấn luyện tại Chelsea, nhưng việc anh thường xuyên xuất hiện trong các buổi tập của đội bóng cũng mang đến niềm cảm hứng rất lớn đối với cá nhân đồng đội cũ Lampard, lẫn tập thể những cầu thủ Chelsea. Kỷ niệm về Warren sẽ tạo nên những hướng tích cực giúp nửa xanh thành London tự tin hơn cho hành trình phía trước còn rất nhiều gian nan. Còn với tư cách là huấn luyện viên trưởng của The Blues như hiện tại, Frank Lampard đang tái hiện là những hình ảnh đầy tích cực của chính mình ngày anh còn thi đấu. Khác với cách gọi đám trẻ nhà Wenger với hàm ý mỉa mai về việc các cầu thủ trẻ của Arsenal mãi không chịu lớn, thường xuyên thất bại khi gặp thử thách, cụm từ đám trẻ nhà Lampard lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó thể hiện sự ngưỡng mộ về cách mà Super Frankie đang xây dựng một đế chế mới dựa trên những cầu thủ đôi 10. Trong đội hình chính của Chelsea hiện tại, hơn một nửa đều là các cầu thủ mới 19-20. Không một đội bóng nào ở Premier League hiện tại có độ tuổi trẻ trung hơn, và cũng không có đội bóng nào sử dụng những sản phẩm cây nhà lá vườn nhiều như Chelsea. Nhờ vào những nhân tố made in Chelsea và những bản hợp đồng chất lượng khác trước lệnh cấm, Chelsea đang lột xác dưới thời Super Frankie Lampard và lối chơi. Đây chính là số ít đội bóng đáng xem nhất ở châu Âu vào thời điểm hiện tại, và hứa hẹn sẽ còn kéo dài nhờ phong độ chói sáng của những cầu thủ con cưng.